Chào các bạn nha. Video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn chúng ta sẽ chặn được những cái cuộc gọi hay là những cái số điện thoại lạ mà không có trong danh bạ của chúng ta làm phiền chúng ta ở trên chiếc điện thoại Samsung. Thì thông thường thì hiện tại thì các bạn đã biết là có sẽ có rất nhiều những cái số điện thoại rác, những cái số điện thoại quảng cáo gọi điện thoại chúng ta để mời chào chúng ta tham gia một cái hình thức nào đó, và đôi khi là có những cái cuộc gọi lừa đảo mà khi mà chúng ta nghe điện thoại thì chúng ta sẽ bị lừa rất mất rất nhiều tiền. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn chúng ta sẽ chặn được những cái cuộc gọi rác, những cái cuộc gọi quảng cáo ngay ở trên chiếc điện thoại Samsung của chúng ta luôn, và chúng ta không cần phải cài một cái phần mềm nào cả. Thì sau đây thì mình sẽ hướng dẫn các bạn chúng ta sẽ chặn được những cái số điện thoại này nha. Đầu tiên thì ở trên điện thoại Samsung thì các bạn sẽ truy cập vào cho mình cái phần cài đặt ở trên điện thoại. Tiếp theo thì các bạn sẽ chọn cho mình cái mục là thông báo ở đây. Ở trong cái phần thông báo thì nó sẽ có một cái phần là không làm phiền. Thì cái tính năng không làm phiền này thì nó sẽ ghi ở đây rất là rõ là không làm phiền, tắt âm tất cả các cuộc gọi và cảnh báo ngoại trừ trừ các ngoại lệ bạn đã chọn. Có nghĩa là khi mà các bạn kích hoạt cái tính năng không làm phiền này lên thì tất cả những cái cuộc gọi mà không có trong danh bạ của chúng ta, có nghĩa là chúng ta không lưu trên danh bạ có trên điện thoại, thì nó sẽ tắt âm và nó sẽ không thông báo cho chúng ta. Như vậy là chúng ta sẽ tránh bị làm phiền bởi những cái cuộc gọi rác, những cái cuộc gọi lạ mà chúng ta không mong muốn. Và ở đây thì nó sẽ có những cái tùy chọn để chúng ta có thể cài đặt được để cài đặt cái tính năng này. Thứ nhất là các bạn sẽ chọn cái phần là trong bao lâu. Thì trong cái phần trong bao lâu này thì nó sẽ có ba cái mục. Thứ nhất là đến khi bạn tắt đi, có nghĩa là khi mà chúng ta để ở chế độ này thì khi nào chúng ta tắt cái chế độ không làm phiền này đi thì cái chế độ này nó mới tự động nó tắt. Cái thứ hai là chúng ta sẽ hẹn giờ cho nó, ví dụ chúng ta chọn trong vòng 1 giờ, và nếu các bạn muốn tăng cái thời gian lên thì các bạn sẽ nhấn vào cái dấu cộng ở đây đó. Ví dụ như mình nhấn lên 9 hoặc 10, hoặc là nếu các bạn muốn giảm đi các bạn nhấn vào cái dấu trừ ở đây. Có nghĩa là sau cái khoảng thời gian mà chúng ta cài đặt ví dụ như là 3 giờ đồng hồ thì cái tính năng không làm phiền này nó sẽ tự động nó tắt đi đó. Và tiếp theo thì nó sẽ có một cái mục nữa là luôn hỏi, có nghĩa là khi mà chúng ta bật cái tính năng này lên thì mỗi lần mà nó bật kích hoạt cái chế độ không làm phiền thì nó sẽ hỏi chúng ta. Và theo cái lời khuyên của mình thì các bạn nên để cái chế độ là đến khi bạn tắt đi thì chúng ta sẽ chủ động trong cái việc là chúng ta sẽ bật tắt cái chức năng là không làm phiền, hoặc là các bạn có thể cài đặt cái thời gian đó. Hai tính năng này các bạn đều có thể sử dụng được. Rồi chúng ta sẽ nhấn vào OK. Thứ hai là nó sẽ có một thêm một cái phần nữa là lịch biểu, và đây nó sẽ ghi là ngủ. Và khi mà các bạn kích hoạt vào thì nó sẽ có cái thời gian lịch của một tuần, ví dụ từ thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy và chủ nhật đấy, và các bạn sẽ cài đặt cái thời gian. Có nghĩa là chúng ta sẽ bật cái chế độ là không làm phiền này cả một tuần. Nếu mà các bạn muốn tắt cái ngày nào nó đi thì các bạn chỉ cần nhấn vào đây đó, các bạn nhấn vào. Và nếu mà các bạn muốn bật lên thì các bạn sẽ nhấn đi này. Có nghĩa là nếu mà các bạn muốn bật cái tính năng này trong vòng từ thứ hai đến thứ sáu và thứ bảy chủ nhật, các bạn tắt cái tính năng này đi thì các bạn sẽ làm như sau. Mà các bạn sẽ bật những cái thứ này lên, sau đó thì các bạn sẽ cài cái thời gian. Ví dụ như chúng ta có thể cài là trong cái thời gian là từ thứ hai thứ sáu thì cái tính năng không làm phiền này nó sẽ được kích hoạt từ cái thời gian mà chúng ta nghỉ ngơi, ví dụ như buổi tối trước khi chúng ta đi ngủ thì nó rơi vào khoảng 21 giờ đêm đến khoảng 6 giờ sáng ngày hôm sau. Thì các bạn có thể đặt là 21 giờ đến 6 giờ là bắt đầu, là 21 giờ và 6 giờ là kết thúc. Thì trong cái khoảng thời gian là từ thứ hai thứ sáu thì vào cái khoảng thời gian đó thì tất cả những cái cuộc gọi mà ngoài danh bạ chúng ta thì nó sẽ bị tắt tiếng và nó sẽ không thông báo chúng ta. Và các bạn nhấn vào hoàn thành như này đó, và các bạn sẽ nhấn vào lưu như này. Rồi ngoài ra thì nếu mà các bạn muốn kích hoạt thêm một cái tính năng nào đó thì các bạn sẽ nhấn vào cái phần là thêm lịch biểu đây, và các bạn đặt cho nó một cái tên, ví dụ như chúng ta sẽ mình đặt tên là không làm phiền luôn. Đây mình sẽ đặt là không làm phiền đó, và mình cũng cài đặt là từ thứ hai đến chủ nhật luôn, và mình cài đặt luôn cái thời gian là cũng là từ 22 giờ đêm cho tới là 7 giờ sáng. Rồi mình hoàn thành và mình lưu cái tính năng này lại. Như vậy là trong cái tính năng là không làm phiền này, và mình bật luôn cả cái tính năng này lên nữa. Như vậy là trong cái khoảng thời gian này thì tất cả những cái số điện thoại mà ở ngoài danh bạ của mình thì nó sẽ bị tắt âm và nó sẽ không có cảnh báo để cho mình có thể là không bị làm phiền bởi những cái cuộc gọi rác và những cái cuộc gọi mà không có trong danh bạ của chúng ta nha. Ngoài ra thì ở đây nó có thêm một cái mục nữa là mục ngoại lệ, có nghĩa là các bạn có thể cài đặt được những cái số điện thoại, những cái người. Đây, ví dụ trong cái phần là cuộc gọi này thì nó sẽ có một cái mục là tất cả, có nghĩa là chúng ta sẽ cho phép tất cả là ngoại lệ. Đấy, có nghĩa là khi mà các bạn kích hoạt cái tính năng là không làm phiền lên thì sẽ có những một vài trường hợp các bạn ngoại lệ, có nghĩa là một vài trường hợp các bạn vẫn muốn là nhận cái thông báo cũng như là cái cuộc gọi chuông thì các bạn sẽ chọn vào đây. Đấy, các bạn có thể chọn là chỉ trong danh bạ này, hoặc là các bạn chọn là chỉ danh bạ yêu thích, có nghĩa là chúng ta sẽ chọn một vài cái số điện thoại mà chúng ta cho phép nằm trong cái vùng ngoại lệ này, hoặc là các bạn chọn là không có ai cả. Đó. Thì đây là những cái tính năng cài đặt thêm. Còn ngoài ra thì cái tính năng không làm phiền khi mà các bạn kích hoạt lên thì tất cả những cái số điện thoại và tất cả những cái số điện thoại hoặc là những cái số rác mà gọi chúng ta trong cái thời gian đó là cài đặt từ trước thì nó sẽ không hiện thông báo cũng như là không đổ chuông, giúp chúng ta có thể là tránh được cái làm phiền bởi những cuộc gọi không mong muốn nha. Và video của mình thì xin kết thúc ở đây. Nếu các bạn thấy video của mình hay và hữu ích thì hãy đừng quên nhấn đăng ký kênh của mình
và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau.